Xin chào tất cả các bạn nha. Cảm ơn tất cả các bạn đang ủng hộ và đang xem video của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình giveaway đến từ ví ONT Wallet kết hợp với Monbot các bạn. Mình sẽ nhận được 15 token bot. Và ngoài ra random cho 67 người may mắn sẽ nhận được 1000 token bot. Thì để tham gia game hôm nay các bạn click vào link mô tả dưới video của mình nha các bạn. Mở liên phong ra. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow Twitter đó nè. Đây thì đến từ ví Monbot các bạn, trên tờ Twitter các bạn theo dõi nè. Và các bạn. Rồi các bạn like và tờ tweet nè. Và các bạn đem comment like và tờ tweet bài nào qua. Ôi. Các bạn like nè. Các bạn chỉnh trang như tờ tweet nè các bạn. Các bạn ghi ra cộng ONT ONT Wallet nè. Rồi bạn tăng dây người bạn mình vào các bạn. Rồi bạn dán vào. Rồi sau đó các bạn bắt up lên nè các bạn. Tiếp tục follow từ Twitter nữa nè. Rồi trên Twitter nè bạn theo dõi các bạn. Rồi các bạn cũng lướt xuống tìm cái bài ONT của nó nè các bạn. ONT Wallet đâu. Các bạn like nè. Các bạn chỉnh dẫn cho bài viết của nó nè các bạn. Rồi. Hai bài này trùng hợp hết ta. Nếu mà trùng hợp thì các bạn bỏ đi các bạn khỏi tự quyết. Thôi đi các bạn like, các bạn chỉnh dẫn tự quyết luôn đi các bạn. Các bạn cũng dán hashtag là ONT vào nè. ONT Wallet cũng tăng dài người bạn của mình vào nha các bạn. Rồi các bạn tự quyết lên nè. Sau đó các bạn bình luận luôn nha các bạn. Rồi các bạn bình luận bất kỳ gì đi. Rồi các bạn tự quyết lên nè. Rồi sau đó các bạn bắt up lên nè. Tiếp theo các bạn like và review event. Là cái bài này nè các bạn. Rồi mình đã tự quyết rồi các bạn. Rồi các bạn bắt up lên cái link phong nè. Các bạn cho cái Telegram đó nè. Rồi các bạn bắt up lên nè các bạn. Các bạn cho tiếp kênh channel luôn nè. Rồi các bạn bắt up lên nha các bạn. Rồi các bạn xuống đây nè. Bạn khai báo thuộc địa chỉ thôi các bạn. Trong đầu tiên thì bạn điền địa chỉ username tại Twitter của các bạn đã follow dán các bạn. WinVN9. Sau đó các bạn điền lại username Telegram bạn đã chọn sao ai góp nữa. Thì các bạn mở Telegram tất cả bạn nghe nữa. Các bạn nhập cho ba cảnh cùng vào setting copy username mình nữa. Cộng anh 4 số 3. Sau đó các bạn gửi submit link request comment các bạn. Thì các bạn mở Twitter tất cả bạn nghe nữa. Các bạn nhập cho ba cảnh cùng nữa. Nhập vào mũ sơ nữa các bạn. Link comment đâu. Các bạn qua tweet cho trả lời nè các bạn. Rồi. Các bạn chia sẻ cái bài các bạn đã comment 3 5 người bạn nha các bạn. Các bạn chia sẻ nè, các bạn sao chép liên kết nè. Cho cái bài này mẹ rồi. Rồi các bạn bật up lên nè. Các bạn dán vào đây nha các bạn. Tiếp tục chụp màn hình Telegram group. Rồi các bạn nhấp vào một Telegram group dưới đây nè các bạn. Này trên đây channel, đây group nè. Rồi các bạn chụp màn hình lên nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên nè. Đây group channel ta đây coi. À cái này mới group nữa nè các bạn. Các bạn mình lẫn câu đi, hello, chỗ chính xác đi các bạn. Này kênh group hay channel ta. Các bạn lưu ý các bạn chụp màn hình kênh bức ảnh này nè các bạn, kênh group này nè.
chứ phải kênh channel nó đâu. Rồi xuống đây các bạn gỡ bức ảnh lên nè các bạn, ảnh chụp màn hình bạn đã tham gia nhóm Telegram của Minbot. Rồi bạn chọn từ thiết bị như các bạn, chọn chúng ta. Rồi các bạn gỡ lên một bức ảnh nè, rồi bạn tải lên nha các bạn. Rồi sau đó các bạn dùng địa chỉ ví ONTS Wallet các bạn, thì bạn nào chưa có ví thì mình để cái phần link cho các bạn tải về, sau đó các bạn backup 12 triệu bộ mặt trên ví chuột Wallet hoặc có thể tạo ví như các bạn. Ví này khá là chậm. Rồi thì các bạn dùng địa chỉ là ONT này các bạn. Các bạn nhấp vào các bạn. Rồi các bạn bấm reset nè. Rồi các bạn copy địa chỉ này nè các bạn. Rồi các bạn bấm đắp lên nè. Các bạn dán vào đây nè. Rồi các bạn bấm gỡ nó xong rồi các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn nhận 15 token bot đến đây mới kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.